Chào các bạn, chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Gucci. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Vostro 14 nha các bạn. Mã men là Vega Storage SKL KBL 15341-1 nha các bạn. Thì hiện trạng của cái men này đó là mình cứ cắm nguồn vào là men sẽ tự kích nha các bạn. Đó, và pin CMOS thì vẫn có nha các bạn. Nhưng mà cái men nó vẫn cứ tự kích, nó không lưu được pin CMOS nha các bạn, không nhớ pin CMOS. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là cục pin này có 3V nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Rồi có 3V nha các bạn. Đó, có 3V. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem là máy cứ kích nguồn nha các bạn. Đó, dù có 3V RTC nè, pin CMOS, nhưng máy vẫn cứ kích nguồn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ rồi các bạn sẽ quan sát đồng hồ của mình. Rồi, máy có dòng chạy nha các bạn. Đó, máy có dòng chạy, có pin CMOS nha các bạn. Bây giờ mình rút, mình sẽ kích nè. Đó, men lúc nào cũng tự kích nha các bạn. Đó, men lúc nào cũng tự kích. Nè, mình thử lại nè. Đó đó đó, máy cứ luôn tự kích nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ nhìn vô cái sơ đồ mạch nha các bạn, schematic, để mình xem coi cái chân của RTC này nha các bạn. Nó sẽ qua những cái vị trí linh kiện nào để mình kiểm tra xem. Mình vào Sima là nó sẽ qua một cái con điện trở là R2502 nha các bạn. Con này 1 kg. Rồi mình sẽ kiểm tra R2502 chắc nằm phía bên đây. Rồi vị trí này. Trời, vị trí này bị vô nước nha các bạn. À, vô nước reset nè. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa lên kính hiển vi cho các bạn xem rõ hơn nha các bạn. Rồi, sau khi mình đưa men lên trên kính hiển vi nha các bạn, thì các bạn quan sát nguyên nhân chính mà không lưu được pin CMOS nha các bạn. Đây, đó các bạn thấy nè, còn điện trở nè bị reset này nha các bạn, reset tại chân đây. Đó, và cái đường mạch nó bị đứt này nha các bạn. Đó, đường mạch bị đứt rồi. Thank you.
Rồi, sau khi mình hàn xong cái sự da cái động mạch mà nó bị đứt nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đo cho các bạn xem là cái vị trí này nó đã có 3V RTC chưa nha các bạn. Rồi, sau khi mình đã câu lại cái chân bị đứt mạch trên khu vực RTC nha các bạn, pin CMOS, thì bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn vị trí mà mình vừa câu mạch nha các bạn, xem nó đã có von chưa nha các bạn. Ok. Đó, có 3V nha các bạn. Ok nha. Đây, vị trí này có 3V. Đó, 3V RTC đã có. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn thử nha các bạn. Xem cái men nó tự kích xong rồi bắt đầu. Sau đó nó có lưu lại pin CMOS và nó không tự kích, mình sẽ kích tay không nha các bạn. Rồi, bây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm nguồn mình thử nha các bạn. Máy tự kích nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ rút ra mình cắm lại nha các bạn, xem máy còn tự kích hay không. Bây giờ mình rút mình cắm lại. Máy ăn dòng hết tự kích nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ bắt đầu mình sẽ kích bằng đồng hồ nha các bạn. Đó, xem cái men có kích đường hay không. Rồi, rồi mình sẽ kích. Ok nha các bạn. Rồi rút ra. Cắm lại. Men không có tự kích nha các bạn. Rồi. Như vậy là mình vừa kết thúc video chia sẻ về cách xử lý không lưu pin CMOS trên cái men đeo Watchtro 14 nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.